một tin buồn và một tin vui một tin sốc một tin không vui doanh nghiệp việt nam mất trắng đơn hàng rất lớn từ mỹ vì lý do không ngờ một lý do không ngờ tưởng như đơn giản nhưng lại khiến doanh nghiệp việt đánh mất đơn hàng cực lớn từ mỹ theo đó một nhà nhà máy chế biến mì ăn liền của việt nam đã nhận được đơn hàng rất lớn từ mỹ kể cả khi gửi mẫu giá cả khách hàng hoa kỳ đều chấp nhận tuy nhiên người mỹ muốn thay đổi nắp nhôm trên ly mì và phản hồi hướng dẫn sửa đổi nhưng doanh nghiệp việt nam lại không chịu cuối cùng bỏ lỡ đơn hàng Câu chuyện đáng chú ý này được chia sẻ tại hội thảo xuất khẩu vào các thị trường FTA giải bài toán phát triển bền vững do Bộ Công Thương phối hợp với báo Công Thương tổ chức ở trung tâm Novaland. Đánh mất đơn hàng cực lớn từ Mỹ vì lý do không ngờ. Bên cạnh các mặt tích cực theo Bộ Công Thương, những cam kết và quy định tại các FTA, nhất là FTA thế hệ mới tương đối mới và phức tạp nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn lúng túng chưa tận dụng tối ưu được các ưu đãi. Đặc biệt là năm 2022, sau gần 2 năm chống chọi với đại dịch khi các nền kinh tế và hoạt động thương mại giữa các nước trên thế giới bình thường hóa trở lại, nhiều nước bắt đầu đưa ra những tiêu chuẩn cao hơn với hàng nhập khẩu nhằm bảo vệ sản xuất trong nước cũng như sức khỏe của người tiêu dùng ngoài ra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tăng trưởng xuất khẩu cao nhưng chưa bền vững nền kinh tế chưa khai thác hết lợi thế cạnh tranh dựa vào công nghệ trình độ lao động quản lý để tạo ra các nhóm hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao có hàm lượng khoa học công nghệ cao chia sẻ tại hội thảo bà lý kim chi chủ tịch hiệp hội lương thực thực phẩm thành phố hồ chí minh lưu ý việc không bắt nhịp được thị trường khiến doanh nghiệp bị lỡ mất nhiều đơn hàng chuyên gia dẫn chứng mới đây nhất một nhà máy chế biến mì ăn liền của việt nam đã nhận được đơn hàng rất lớn từ mỹ khi gửi mẫu giá cả khách hàng đều chấp nhận tuy nhiên có một điểm là khách hàng không chấp nhận sử dụng nắp nhôm trên ly mì khách hàng đã phản hồi và hướng dẫn sửa đổi tuy nhiên doanh nghiệp không chịu và đã bỏ lỡ đơn hàng tiền phong dẫn lời bà chi cho biết và lưu ý các doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu sâu thị trường nghiên cứu tiêu chuẩn thị trường thay đổi mẫu mã theo nhu cầu 2. Tin vui vui, xuất khẩu cá tra của Việt Nam dự tính giữa tháng 11 sẽ đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, giúp xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam thu về hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Nhờ vào thành tích ấn tượng này, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba trên thế giới. Tăng trưởng đột phá Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, cho biết tính đến cuối tháng 10, riêng xuất khẩu cá tra sẽ mang về 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong các nhóm ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm nay. Theo thống kê của Vasep, xuất khẩu cá tra chiếm 27% giá trị xuất khẩu toàn ngành và có thể tăng thêm trong năm nay. Hai thị trường có thị phần lớn với xuất khẩu cá tra của Việt Nam là Trung Quốc chiếm 30%, Mỹ chiếm 23%. Bộ Nông nghiệp Mỹ thống kê, 9 tháng đầu năm 2022, quốc gia này đã nhập hơn 104.000 tấn cá tra phai đông lạnh, trị giá trên 445 triệu đô la Mỹ, tăng 24% về khối lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái tăng 53% so với mức cùng kỳ 2021 là ghi nhận từ giá trung bình nhập cá tra phai đông lạnh vào thị trường Mỹ 9 tháng đầu năm nay, cụ thể là 4,26 đô la kg, trong khi nhập khẩu các loài cá thịt trắng như cá tuyết, cá hách, cá minh thái hoặc giảm hoặc chỉ tăng nhẹ thì nhập khẩu cá tra và cá rô phi tăng mạnh và chiếm vị trí hàng đầu. Việt Nam có hơn 400 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cá tra tính đến cuối tháng 9 năm 2022, hầu hết doanh nghiệp đều có doanh số tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu cao. Với kết quả đạt được tới tháng 10, dự kiến cả năm, xuất khẩu cá tra sẽ đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với năm 2021. Cũng theo Vasep, ASEAN là một trong những khối thị trường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng xuất khẩu XK cá tra của Việt Nam và đang có xu hướng gia tăng nhập khẩu sản phẩm này. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các nước ASEAN ước đạt hơn 152 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 8% tổng xuất khẩu cá tra đi các thị trường. Được biết hiện nay Anh và Mỹ khó tiếp cận thủy sản xuất khẩu của Nga nên hai nước này nhập cá tra Việt Nam thay thế. Ba tin tức gây sốc vào hồi 21 giờ 30 hôm nay 24 tháng 11 năm 2022, người biên ải sẽ phân tích mối quan hệ và cách thức tiến hành cách mạng trắng, cách mạng hoa sen ở Việt Nam, ai thực hiện, ai chống lưng cho Hoàng Duy Hèn và đồng bọn ở trong nước Việt Nam ngông cuồng như hiện nay. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả theo dõi.